Mến chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2023. Sáng hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang và Vĩnh Long cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Và ngày hôm qua thì mình có chia sẻ video các anh đang nhổ những cái cừ đó. Thì bây giờ thì các anh đã nhổ xong xưa hết rồi. Thì bây giờ là các anh bắt đầu là di chuyển những cái cừ này lên xà lan để mà chuẩn bị mang đi về bãi tập kết để mà chuẩn bị đưa đi làm những công trình khác nha. Còn phía bên dưới thì xà lan của đơn vị cáp Di Văn đang tiếp tục đưa những cái cuộn dây cáp cuối cùng là cáp Di Văn số 16 ra công trường của cầu Mỹ Thuận 2 phía bên Tiền Giang để mà tiếp tục cần kéo cáp Di Văn cuối cùng. Những cái bó cáp Di Văn số 125, 26, 27, 28. Tổng cái số lượng cáp là 128 bó cáp Di Văn, mỗi bên là 64 bó. Hôm qua thì các anh kéo những cái ống cáp lên rất là gian nan luôn, do là có mưa rồi có gió nữa nên là rất là vất vả. Và hôm nay thì thời tiết cũng nắng rất là ok rồi cả nhà, rất là mừng luôn. Sáng hôm nay thì các anh sẽ tiếp tục luồn cáp và căng kéo cáp nha. Càng về sau thì cáp Di Văn càng dài và số lượng cáp trong mỗi bó cáp càng nhiều, và cái lực căng kéo cũng rất là nhiều hơn những cái bó cáp khác nữa cả nhà. Lực căng càng về sau thì phải chịu lực rất là nhiều. Đây, ngay tại vị trí này thì quý vị khán giả sẽ thấy được xe đúc của bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang đã kết nối với nhau rồi. Khoảng cách ở giữa thì bây giờ là còn 6 mét, hơn 6 mét một tí thôi là sẽ hợp lòng với nhịp chính giữa xong. Và bây giờ thì các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Nam đang làm thép để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông sắp tới. Sau khi bơm bê tông xong thì các anh sẽ kéo cáp dựng lực, cáp ngang, cáp dọc xong xuôi hết rồi thì các anh sẽ chuẩn bị cho cái công tác hợp lòng nhịp giữa, và dự kiến sẽ hợp lòng vào giữa tháng 10 sắp tới đây, khoảng còn một tháng nữa nha. Cáp Di Văn số 16 nè, rất là dài. Còn ở trong bờ thì các anh kéo ngay cái ụ neo này là ngay trụ T14, ba cái ụ neo rất là gần nha. Vậy là từ đây sắp tới thì quý vị khán giả sẽ không thấy được cái cảnh kéo cáp ở cầu Mỹ Thuận 2 nữa rồi. Ngày hôm qua thì những cái bó cáp cuối cùng là đã hoàn thành rồi. Đây quý vị khán giả xem tổng thể luôn, toàn cảnh quá đẹp. Còn ngay tại vị trí những cái xe màu đỏ này á, thì các anh đang di chuyển tới lui để mà lắp đặt cái đường thoát nước mưa nè. Thì ở trên mặt cầu có những cái lỗ chờ sẵn để các anh đưa những cái đường ống xuống để mà thoát nước nè. Thì các anh đã lắp được tới gần xong rồi, từ khối dầm K1 nè và vô bên trong tới trụ T17 luôn. Còn phía bên dưới thì các anh đã lắp những cái ray xe đó cả nhà. Xe này, cái ray này giúp chiếc xe trượt tới trượt lui thì các anh đứng ở trên đó để mà làm việc những cái công việc phía bên dưới gia cầu đó, kiểm tra bảo dưỡng bên dưới cầu. Cũng như là sắp tới thì các anh công nhân kỹ sư của đơn vị cáp Di Văn sẽ đứng trên những cái chiếc xe, những cái ray trượt đó, trượt tới trượt lui để mà căng cáp lần 3 và sau đó cắt cáp luôn. Đây quý vị khán giả xem, thì các anh đã đưa lên xà lan rồi, thì bây giờ là các anh đi, tiếp tục đi lên cột dây cáp vào những cái đầu của cái cừ, rồi sau đó là rút lên để lên xà lan tiếp tục. Mỗi cây như vậy dài khoảng hơn 10 mét nha. Các anh đóng rất là sâu phía bên chỗ một cái mũi nhô đó. Bây giờ xong rồi, bắt đầu nhổ lên. Tiến độ rất là mau. Bây giờ tính cái ngày hoàn thành, dự kiến là cuối tháng 12, thì bây giờ là giữa tháng 9 rồi, còn khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng nữa thôi là sẽ đến
ngay cái ngày dự kiến hoàn thành rồi, thì cũng rất là hy vọng là cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành trước tiến độ luôn, để mà giúp bà con ở miền Tây sắp tới vào những ngày lễ, những ngày Tết thì sẽ có một cái cầu đi lại được thuận tiện hơn và hạn chế được cái tình trạng kẹt xe và giảm tải cho cầu Mỹ Thuận 1 nha. Vào những ngày cuối tuần đó thì ở cầu Mỹ Thuận 1 phải nói là kẹt xe dữ lắm. Nếu mà có cái sự cố gì xe tắt máy giữa đường hay là giữa cầu gì đó thì kẹt xe là kéo dài, di chuyển các phương tiện ùn ứ kéo dài luôn. Có thể thì sắp tới là xe đúc các anh sẽ hợp long xong thì các anh sẽ hạ xuống ngay cái phần giữa sông luôn. Có thể là lùi lại đốt K15, cái dầm K15 đó, các anh sẽ hạ xuống giữa sông luôn. Lúc đó thì các phương tiện giao thông sẽ phân luồng, điều tiết và không có cho các phương tiện di chuyển vào cái khu vực giữa sông để mà đảm bảo cái quá trình hạ xe đúc xuống. Chứ bây giờ lùi lại thì rất là khó đó nha, cái quãng đường rất là dài. Xe đúc thì cũng rất là nặng, nội mà lắp những cái thiết bị ở trên mặt cầu mà lùi lại thôi là tốn rất là nhiều cái thời gian. Những cái ray trượt ở phía bên trên đó, những cái thanh nằm ngang nằm dọc để mà giữ xe đúc lại phía bên trên đó, thì khi mà di chuyển lại đốt K1 rất là khó. Nên là có thể là các anh sẽ di chuyển lại đốt K15 rồi sẽ hạ xuống giữa sông luôn. Vậy là hai trụ tháp chính T15 và T16 của cầu Mỹ Thuận 2 đã lên những cái bó cáp dự băng cuối cùng xong hết rồi. Thì trụ T15 thì có thể là trong hôm nay và ngày mai thì các anh sẽ tiến hành căng keo cáp hoàn thành luôn. Lúc đó là các đơn vị sẽ tiến hành làm thép bơm bê tông, nữa là sẽ chuẩn bị cho cái quá trình hợp long rồi. Hình dáng cái cầu dần dần hình thành và cái cầu dây văn nghìn tỷ vượt sông Tiền là cũng sắp về đó rồi cả nhà ơi. Thì cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn đồng hành và theo dõi những cái video của mình ha. Chúc tất cả quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình. Bye bye. Hôm nay trời trong xanh nhìn quá đẹp luôn.